Gì thế này? Tại sao ở đây lại có rất nhiều sinh vật chết thế kia? Không lẽ bọn chúng bị ngộ độc thực phẩm mà? Không ổn rồi, không ổn rồi. Phải nhanh chóng báo cáo cho thủ lĩnh Jun Normally biết mới được. Ngươi định đi đâu? Ta sẽ xé xác ăn sạch nội tạng của ngươi để bồi dưỡng bào thai của ta. Cái quái quỷ gì thế này? Chết tiệt, không lẽ thứ này chính là nguyên nhân đã giết chết rất nhiều sinh vật ở khu rừng trung tâm này hay sao? Mẹ kiếp, ta sẽ nghiền nát ngươi. Sao ngươi mạnh thế này? Ngươi không phải là một sinh vật bình thường. Ta đang có thai. Ta chính là quái vật heo giống Normally. Thứ gớm ghiếc như ngươi không cần phải tha. Chết đi. Chết đi. Cuối cùng cũng diệt trừ được mối họa ở nơi đây. Được rồi, cấp tốc quay về căn cứ báo cáo cho thủ lĩnh số Normally biết thôi. Khó chịu quá. Mẹ ơi, chúng con khó chịu quá. Dường như có chuyện gì đó xảy ra với mẹ rồi. Anh em, con chui ra ngoài đâu? Mẹ ơi, chúng con sẽ báo thù cho mẹ. Chúng con sẽ giết chết thứ đó. Anh em, đi tìm chủ thể mới. Ký sinh tới nào. Báo cáo thủ lĩnh, khu rừng ở phía đông hoàn toàn bình thường. Mọi sinh vật đều sống chan hòa yêu thương lẫn nhau. Tốt lắm. Còn khu rừng phía tây thì như thế nào? Thưa thủ lĩnh, khu rừng phía tây vào gần đây mưa rất lớn. Nước ở đầu nguồn đổ xuống, khiến cho rất nhiều sinh vật bị mất tích. Vậy thì vài hôm nữa chúng ta phải qua đó giúp đỡ những sinh vật gặp nạn. Ủa, còn quái vật heo John Normally, cậu ấy còn chưa về nữa à? Báo cáo thủ lĩnh, tôi về rồi đây. Thưa thủ lĩnh, khu rừng ở trung tâm, tôi đi quan sát, đã có chuyện không hay xảy ra. Rất nhiều sinh vật đã bị chết không rõ nguyên nhân. Sau đó tôi còn bị tấn công bởi một thứ kỳ lạ nữa chứ. Nhưng cũng may, tôi giết chết thứ đó, rồi cấp tốc quay về báo cáo với ngài. Cái gì chứ? Không lẽ thứ sinh vật lạ đó đã giết chết rất nhiều sinh vật ở khu rừng trung tâm? Chết tiệt, chuyện này không hề nhỏ. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nó đã bị tôi giết rồi. Không biết liệu còn con nào khác nữa hay không? Vậy thì các cậu không được ở đây đón già đón non nữa. Mau, nhanh chóng dẫn đường đi. Quái vật ngựa cùng với quái vật tê giác, hãy theo quái vật heo số Normally tiến thẳng tới đó, điều tra thật rõ nguyên nhân nào. Chúng tôi biết rồi, thưa thủ lĩnh, ngài cứ yên tâm. Hy vọng mọi chuyện xảy ra ở khu rừng trung tâm nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Không, đừng mà. Cuối cùng, ta cũng có được vật chủ ký sinh rồi. Hay lắm. Chúc mừng ký sinh trùng Úc đã tìm được chủ thể mới. Là các anh em ký sinh trùng. Các anh cũng vậy. Các anh cũng đã tìm được chủ thể mới. Chúc mừng. Được rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Được rồi các em. Các em còn nhớ thứ quái vật tự xưng là heo John Normally không? Chính nó đã giết chết mẹ của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải chia nhau ra để tìm bằng được thứ đó, báo thù cho mẹ. Khoan đã anh hai. Em nghĩ thứ đó rất mạnh, không hề đơn giản đâu. Hay là chúng ta bỏ qua mối thù đó đi. Chúng ta sống một cuộc sống tự do, làm những điều mình thích. Em nói cái gì vậy ký sinh trùng Út? Không lẽ em bỏ qua kẻ đã giết chết mẹ của chúng ta hay sao? Nhâm kỳ đại ca, là cái vật thể bay đó, chắc chắn là của con heo John Normally. Mau đuổi theo đi, nó ở kia kìa. Ở phía dưới kìa, tới rồi các cậu, xuống thôi. Đâu rồi, rõ ràng lúc sáng tôi thấy có rất nhiều xác ở đây mà. Sao bây giờ không thấy cái nào hết nữa vậy? Có khi nào cái thứ kỳ quái mà cậu giết hồi sáng, bọn chúng vẫn còn đồng bọn không? Và chính đồng bọn của bọn chúng đã ăn sạch những sinh vật đã chết ở đây. Đằng kia, bọn chúng đã đáp xuống rồi. Đúng, chính là bọn chúng, là con heo số Normally cùng đồng bọn của nó. Họ tiến lên đi các anh em, diệt trừ chúng nó, báo thù cho mẹ của chúng ta. Cái quái quỷ gì thế này? Lũ sinh vật này, đúng rồi, chính là cơ thể của bọn chúng. Hồi sáng tôi thấy bọn chúng chết rồi mà.
sao bây giờ bọn chúng sống lại, còn trông gớm ghiếc thế kia nữa chứ. Con heo số anomaly khốn kiếp kia, để ta nói cho ngươi biết toàn bộ sự thật. Ngươi đã giết chết một con ký sinh trùng cái, đó chính là mẹ của ta. Trong bụng bà ấy mang bào thai bọn ta sắp chào đời. Anh em bọn ta vì muốn sống sót nên đã thoát ra ngoài, rồi ký sinh lên những động vật ở nơi đây, biến thành những quái vật rớt cho xích. Bây giờ bọn ta gặp được các ngươi, nhất quyết phải giết chết các ngươi để báo thù. Cái gì? Thì ra là vậy. Chết tiệt, các cậu, bọn chúng muốn giết chúng ta kìa. Vậy thì chừng chỉ bọn chúng đi, kết thúc được lũ này là chúng ta sẽ cứu được khu rừng ở đây. Mày nghĩ bọn ta sẽ yêu đuối giống như mẹ bọn ta? Mày sai lầm rồi. Thì bọn ta hy sinh và biến vật chủ thành quái vật chúa cho sinh, bọn ta không hề yếu đâu. Đã vậy anh em bọn ta rất đông, lần này ba bộ mày sẽ bị giết chứ. Loài của chúng mày sẽ biến mất trên đời này. Quái vật heo giết nó Bali, mau chạy đi, bảo cho chúa ta của chúng ta biết chuyện này. Đặc kia, giết hết bọn chúng luôn đi. Chết tiệt, con quái vật heo, kẻ trực tiếp giết mẹ chúng ta chạy kìa, mau đuổi theo. Thưa thủ lĩnh quái vật Sunomali, không biết bà cậu ấy có xảy ra chuyện gì hay không, sao giờ này còn chưa về nữa. Ta cũng cảm thấy có chuyện bất lành. Thôi được rồi, mau theo ta đến khu rừng trung tâm xem thử coi như thế nào. Thủ lĩnh ơi, thủ lĩnh Sunomali ơi, cứu chúng tôi. Là heo Sunomali, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng không rõ, nhưng xuất hiện một bầy quái thú do chơi xích, bọn chúng tấn công chúng tôi, bọn chúng rất đông. Quái vật tê giác hoặc quái vật ngựa đã hy sinh rồi. Cái gì? Đặc kia, con quái vật heo rớt nó mới liền, nó dẫn chúng ta tới đồng bọn của nó kìa. Anh em, tiến lên, giết sạch đồng bọn của nó. Chịch tiệt, quái vật heo, cậu bị thương rồi, mau núp vào sau chúng tôi đi. Quái vật đầu lò, quái vật sư tử Anomaly, cùng tôi tiến lên đâu. Chúng mày dám đối đầu trực tiếp với bọn tao à? Hãy xem sức mạnh của loài vô cho xích bọn tao đi. Lũ quái vật vô cho xích nè, các người to gan thật, dám giết chết những đồng đội Anomaly của ta. Ta sẽ nghiền nát các ngươi. Không, quái vật đầu lo, quái vật sư tử rốt đó mới liền. Tôi đã hại mấy người. Còn nữa kìa, bọn chúng còn nữa kìa. Thủ lĩnh, để tôi tiêu diệt bọn chúng. Chết tiệt, quái vật heo rốt đó mới liền, cậu đừng kích động, cậu bị thương rồi, mau nấp qua một bên đi. Dừng lại đi. Chết tiệt, chúng mày giết chết anh em ký sinh trùng bọn tao. Bọn tao sẽ xé xác mày. Lũ dồn cho xích khổ kiếp, chúng mày không thuộc với thế giới này. Lũ xấu xa chúng mày có chết trăm ngàn lần cũng không hề đền hết tôi. Chúng ta giết chết con heo khổ kiếp đó rồi, bây giờ phải cái thứ to lớn kỳ quái kia, chúng ta phải hạ được nó, phải ký sinh lên xác nó. Cái gì? Tôi chết tiệt đây. Đồng đội của ta ký sinh, các ngươi thật chất là thứ gì? Trước khi ngươi ly đời, bọn ta sẽ cho ngươi biết sự thật về bọn ta. Bọn ta là loài ký sinh trùng đến từ ngoài không gian. Bọn ta được một kẻ vận chuyển đi ngang qua nơi này vô tình rơi xuống đây. Thế là bọn ta bắt đầu chiếm xét của những sinh vật ở trái đất này, rồi điều khiển bọn chúng rồi biến thành những thực thể do cho xích như thế này. Cơ thể của ngươi rất mạnh, ngươi trông quái lạ. Bọn ta phải chiếm được ngươi làm chủ thể mới. Lũ rác rưởi, các ngươi được có không? Chết tiệt, lũ khốn kiếp các ngươi, thiệt ra cũng là những sinh vật quái lạ đến từ ngoài không gian. Nhưng các ngươi đừng hòng thâu tóm được nơi này. Ngươi giết hết hết mấy anh em của ta, ta liều mạng kéo ngươi chết chung. Thứ nhãi mép, xuống địa ngục chung với bọn chúng luôn đi. Đáng ghét, mình phải lùng tục tất cả mọi nơi trong khu rừng,